Hello cả nhà, không biết là mọi người có nghe qua con đường xa lộ 66 chưa? Đó là con đường rất là nổi tiếng ở Mỹ, vì đây là một con đường mà chạy xuyên qua rất nhiều tiểu bang, có thể nói là từ miền Trung cho đến qua miền Nam của Cali. Đặc biệt là hôm nay mình đã được ghé chân tại nơi này và muốn chia sẻ với cả nhà một nơi rất là dễ thương mà đầy ý nghĩa, đó là con cá voi xanh ở thành phố Catoosa ở Oklahoma. Nơi cả highway 66 nó dẫn mình đi tới những khắp nơi rồi nè. Ở đây là sẽ đi qua bên Chicago, con đường này đi tới Chicago, xong rồi đi tới Montana, mấy tiểu bang luôn, New Mexico, rồi xong rồi đến Cali. Wow, đây là cái mushroom. Đặc biệt là con cá voi này được bắt đầu là một quà tặng mà một người chồng tặng cho vợ, vì vợ ông ta rất là thích cá voi và ông ta đã xây dựng lên con cá voi gần tại cá hồ với ý nghĩa là sẽ cho gia đình ông ta tắm và nghỉ ngơi tại đó. Nhưng bây giờ nơi này đã trở thành một nơi rất là nổi tiếng và là một món quà dành cho người dân ở trong nước và ở ngoài nước. Ngày nay con cá voi này đã được người dân đem lại sự nguyên thủy của nó, vì sau khi người chủ xây dựng con cá voi này qua đời thì nơi này trở thành tàn phế đi. Sau đó thành phố và người dân tại nơi này đã hỗ trợ và đem con cá voi này trở lại với màu nguyên thủy của nó. Đặc biệt là con cá heo này đã được xây dựng với rất nhiều ý nghĩa. Nơi này có chỗ để nhà sẽ thấy sau đây trượt xuống để mình tắm này, nhưng mà bây giờ thì không có còn tác dụng nữa, không có cho người ta tắm nữa. Hai nơi đây, xong cái mình đi ra đây rồi cái đuôi của... đây cũng là cái chỗ để leo lên nè. Tắm xong rồi đi lên phía đây. Đặc biệt là nơi này mở 24 tiếng cho nên ai cũng có thể ghé qua đây vào bất cứ lúc nào. Chỗ này cũng có chỗ vệ sinh và có nơi bán đồ lưu niệm. Nơi đây có một cái ốc nữa. Mình rất là thích nơi này, mình đã trở lại vào ban đêm để cho cả nhà thấy được ban đêm nó như thế nào nha.